Con hỏi trong cuộc đời của bạn từ trước đến nay, mỗi lần bạn nói về tiền là bạn nói về cái gì? Thôi kiếm tiền làm gì, đúng không? Đủ sống là được rồi. Chúng ta đều nói những ngôn từ để xa lánh đồng tiền. Ai đó mà ghét tiền thì sao? Có tiền không? Có tiền không? Thì tiền sẽ ghét người đó. Ai đó mà yêu tiền thì tiền sẽ đến với người đó. Và mọi người hay nói ông lúc nào cũng chỉ có tiền, 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 tiền thôi. Tôi bảo ừ đúng rồi, bởi vì tôi yêu tiền cho nên tiền nó mới yêu tôi, nó mới đến với mình. Con hỏi trong cuộc đời của bạn từ trước đến nay, mỗi lần bạn nói về tiền là bạn nói về cái gì? Thôi kiếm tiền làm gì, đúng không? Đủ sống là được rồi. Chúng ta đều nói những ngôn từ để xa lánh đồng tiền. Tôi nói điều này có đúng không cả nhà? Ngôn từ bạn nói ra thể hiện suy nghĩ của bạn, thể hiện hành động của bạn, tất cả những thứ nó đều có ý nghĩa về mặt xa lánh hết. Thì làm sao đến được? Bạn ghét tôi thì làm sao bạn đến đây được? Bạn ghét chồng bạn làm sao bạn cưới người đó được? Phải phải không? Bạn ghét thứ gì đó thì không thể nào bạn có thứ đó được. Và tương tự với đồng tiền. Việc của mình là phải yêu. Yêu. Yêu gì cả nhà? Đúng rồi, yêu tiền để làm gì? Đúng rồi, phải yêu. Yêu tiền. Để tiền. Để tiền. Đúng rồi. Nhắc lại này, yêu tiền để tiền yêu nha. Nhắc lại, 2, 3. 2, 3. Rồi, hai phải, yêu tiền để tiền yêu mình. Đấy. Xong về chồng lại bảo em suốt ngày có tiền, tiền, tiền. Tôi không quan tâm gì đến chồng con à? Có không? Hay mấy chị ấy cần tình cảm gia đình, cần sự yêu thương ấy. Và anh lúc nào cũng chỉ có tiền thôi, chỉ có công việc thôi, anh không quan tâm đến gia đình à? Các chị đã từng chưa? Các chị đã từng chưa? Đòi hỏi sự yêu thương. Đó, chúng ta phải biết được rằng là nếu mà tình yêu thương đấy mà sống trong một cái gia cảnh nghèo khó, nó có bền không? Bền không cả nhà? Bền không? Không, đừng nhìn những gì trên mạng nó đang thể hiện. Một túp lều tranh hai trái tim vàng, bắt đầu nó gắn với cái bài nhạc, nó cảm xúc một tí cái u rồi mọi người. Thôi thế cuộc đời này cũng chỉ cần một người hợp với mình, sống nghèo cũng được. Đấy, xong thực tế đi mà xem. Trời mùa hè ở miền Bắc nóng như thiêu như đốt. Nhà thì lợp mái tôn. Nóng chết cha chết mẹ. Không có tiền mua điều hòa. Mà biết tôi có một thằng bạn thân làm cắt tóc ở Tam Dương quê tôi, Vĩnh Phúc. Salon có ba cái ghế nhỏ xíu, không có tiền lắp điều hòa. Nó bảo mục tiêu năm nay là có tiền mua cái điều hòa. Tôi phải bao nhiêu? 6 triệu. Tôi ngồi cắt tóc mà nhễ nhại. Và tất cả những cái thứ tình cảm tốt đẹp đưa vào cái hoàn cảnh khó khăn thì nó không thể tốt được mãi. Tình yêu đúng không ạ? Tình cảm phải đưa vào môi trường phù hợp với nó thì nó sẽ được nhân bản đây. Gia cảnh của bạn ít nhất là có một cuộc sống rất là tốt và đầy đủ, hoặc là giàu có, thì chúng ta sẽ yêu thương nhau thế nào cả nhà? Nhiều hơn. Người nghèo thì không biết điều này. Người nghèo bảo tiền làm cho mọi thứ rạn nứt. Phải vậy không? Bạn đã từng giàu chưa mà bạn nhận định là tiền làm cho tình cảm rạn nứt? Đúng không ạ? Tiền bạc làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn chứ. Có tiền thì chúng ta mới làm được những thứ chúng ta thích. Phải phải không cả nhà? Chúng ta mới có cho con chúng ta môi trường tốt đẹp nhất để nó sống. Cho gia đình mình một căn nhà đẹp nhất, xịn nhất để mình sống. Cho bố mẹ mình được tự hào với hàng xóm. Có phải phải không cả nhà? Bạn mới có tiền mà đi làm từ thiện này kia, bạn mới nói được những lời hay ý đẹp. Chứ bây giờ những người mà không có điều kiện, hay gọi là người nghèo,
nói lời hay ý đẹp là việc tốt. Nhưng người ta có nghe không? Nghe không? Lời bạn nói có ai nghe không? Bây giờ đến con mình đôi khi nó chả nghe, bạn còn phải ép, bạn còn bắt, bạn phải thét, bạn còn chửi. Đúng không? Nó mới làm theo. Ý là gì? Là khi mà chúng ta nghèo thì ít người nghe chúng ta lắm. Hôm vừa rồi tôi có đào tạo trên Zoom hành trình thành công ấy, cách đây khoảng 2 tuần. Tôi ngồi với một anh bạn của tôi. Anh ấy rất thân, là cùng tôi đầu tư một vài công việc kinh doanh từ 2019 cho đến giờ. Sinh năm 1989 và thuộc nhóm người là rất giàu. Mỗi một năm thu nhập đúc túi từ vài trăm cho đến cả nghìn tỷ. Tức là cực kỳ giàu có. Một sinh năm 1989 ấy, có hàng chục ngàn nhân viên. Thế anh đó mới nói một câu là gì? Đừng có nghèo, mẹ nghèo bọn nó đéo quan tâm đến mày đâu. Thế tôi giữ nguyên để cho nó giữ nguyên cái ý nhá. Tức là nghèo không ai quan tâm, không ai để ý hết cả. Và hai người giàu nói chuyện với nhau. Tôi thì so với anh đó chắc chỉ bằng cái tâm mà. Thì để cho chúng ta hiểu là người ta tầm lớn như nào. Tuổi tác không quan trọng. Quan trọng là họ làm cái gì. Chúng ta rất nhiều tuổi nhưng công việc kinh doanh của chúng ta, một là tự mình làm. Nếu có nhân viên cũng chỉ có vài nhân viên. Nhưng mà người ta một năm, cả một năm 365 ngày có hàng chục ngàn người làm việc cho họ. Thì tuổi nó đâu còn ý nghĩa gì. Mỗi một ngày người ta mang về hàng tỷ cho đến nhiều tỷ đồng trên một ngày. Thì bạn hiểu về việc làm giàu chưa? Tuổi tác không quan trọng. Già cũng làm được mà trẻ cũng làm được. Quay trở lại nha. Câu chuyện là gì? Chúng ta phải làm thế nào để mình trở lên thành công và giàu có. Chứ nghèo thì cũng tốt bụng đấy, cũng tốt đẹp đấy, nhưng cũng không có ý nghĩa gì lớn. Và càng về sau khi chúng ta ấy, nhiều tuổi hơn, sức khỏe ít đi, thì sự khó khăn nó sẽ nhân thành nhiều lần. Ngày hôm nay chúng ta còn khỏe, ngồi đây tức là còn khỏe, còn trẻ, còn nhiệt huyết. Có phải vậy không cả nhà? Có ai đã chống gậy đi học chưa? Có ai mất khả năng hành động đi học chưa? Không có, tất cả mọi người đều đang rất là đúng rồi. Tuổi gì không quan trọng, quan trọng là chúng ta đang rất nhiệt huyết, tức là chúng ta đang trong thời điểm tốt để chúng ta có thể làm. Hãy nhớ nha, tuổi không quan trọng. Thế cho nên là hãy làm gì đó mà để đạt được kết quả mà bạn mong muốn. Từ lựa chọn một công việc, lựa chọn một sản phẩm kinh doanh, cái việc đó có làm được không? Có giúp mình đạt được ước mơ của mình không? Nếu không đạt được thì sao cả nhà? Thế không phải làm lại thì không làm. Bây giờ đi làm một cái việc ước mơ thì mua một chiếc xe ô tô 2 tỷ. Nhưng đi làm một công việc lấy thu nhập 10 triệu một tháng. Tôi hỏi bạn, bạn sẽ làm bao nhiêu lâu để bạn mua được chiếc xe đó? Bao nhiêu? Cả đời mua được không? Cả đời mua được không? Không bao giờ. Bởi vì 10 triệu đó chưa chắc đã bỏ ra được đồng nào. Có chi tiêu không? Phải chi tiêu hàng tháng. Thế cho nên là công việc nào đó 10 triệu, thậm chí 20 triệu cũng không thể nào giúp chúng ta mua được những thứ có giá trị cao, không bao giờ. Rồi mọi người muốn sở hữu những ô đất, những căn nhà đi. Giá của đất và giá của nhà nó sẽ tăng trưởng theo năm tháng. Thu nhập thì có tăng theo năm tháng không? Mỗi một năm nếu có thì sẽ tăng khoảng vài trăm. Có đúng là tăng vài trăm không? Chứ không có tăng gấp đôi, gấp ba, chỉ tăng vài trăm. Mà trong khi giá của những thứ đó thì nhân đôi, nhân ba. Bao giờ chúng ta có thể mua được? Và điều đấy nó tạo ra cái gì ạ? Sự giàu và nghèo. Người giàu người ta lựa chọn thứ để giúp họ mua được những thứ họ muốn. Người nghèo thì chỉ muốn những thứ đó, còn không làm. Nghe hiểu không cả nhà? Nghe hiểu không? Phía dưới bên này. Rồi. Mà chúng ta dành cả đời của mình để đi làm những thứ việc đó thì ước mơ nó sẽ mãi là ước mơ. Mơ nó ở tận đây này.
Thời gian càng trôi qua thì giấc mơ nó càng trôi xa. Phải vậy không? Nếu không quyết định sớm, nếu không đi theo con đường mà mình mong muốn sớm, thì thời gian càng trôi qua thì ước mơ càng trôi. Trôi? Trôi? Đúng rồi. Đấy, cho nên việc của chúng ta là gì ạ? Càng nhanh tỉnh ngộ bao nhiêu thì càng sớm, càng sớm thành công bấy nhiêu. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Xuân Nam. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.